Thúi tay rồi. Cho bò, cho bò, cho bò hả? Mỏi rồi, anh cho miếng nước nè. Rồi, đã hết được con. Cái miệng này ăn hết được một con đó anh. Miếng nước nữa. Tan lắm. Anh có không chịu nuốt nữa. 30 phút đầy bất ổn của 8 người đàn ông đã diễn ra như thế nào? Quy quy, đừng vô đá quy, vô đá. Bị địch xô ngã, qua đây nè quy, qua đây quy. Quy ơi, địch xong á đừng vô đó nữa quy ơi. Tịnh tâm nước sẽ không vô. Ủa sao càng lúc càng vô? Mọi người có đưa lộn thuyền cho em không? Sao càng lúc nước càng vô vậy? Ok, anh giữ, anh giữ đã, im nha. Ok, cầm thẳng đồ bút nước đi, cầm thẳng đồ bút nước đi. Đây đây, rồi 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 rồi. Không phải, cái này nó kỳ lắm. Đó tôi nói. Đó tôi nói rồi, cái này nó kỳ mà. Move Đứng lên, đứng lên. Thôi, thôi, thôi. Thôi, đụng vô sập sạch thuyền nữa. Giang, Giang, có chèo xuân hay nào, quăng cái bên kia kìa. Quăng cái chim nè. Trời ơi, của em, của em. Đâu có quăng trúng được. Hả? Ai lấy mình được. Rồi, ngồi dẫn em tới nằm lên nha. Mình lấy. Rồi, 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 ok, ok. Kéo lên, kéo lên. Ngồi im nha, ngồi im nha mình, ngồi im nha. Được chưa? Được. Ê, ê, tới vô nước. Ủa, mọi người có biết chơi không? Có biết chèo xuồng bao giờ chưa? Anh ơi, đây, chịu mình chịu. Luân ơi. Quy ơi. Được chưa em? Từ từ, anh cắm neo nha. À. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Ngồi thấp xuống không cô chú? Dạ. Nó chuẩn bị chìm nữa. Không, nó là kẻ. Nhanh lên, nhanh lên. Chìm nó được. Dạ. Ngồi vậy là an toàn chú ha. Nhiều cho em, nhanh lên, nhanh lên. Tạm biệt mọi người, tụi em đi trước. Tạm biệt mọi người, tụi em đi trước. Tạm biệt. Sao ta kỳ ta? Ủa? Sao kỳ ta? Lật cái thuyền lại cô hề. Ở dưới nước lật sao được ta? Dưới nước lật mà nó vô nước nhiều. Mình thiên ngang nó xuống không? Thiên ngang đi. Kéo lên luôn, mình cho xuống lại đi. Lấy cờ, lấy kéo người lật. Nhưng mà tụi con không biết lên. Anh tới cái tới cầu đưa cái thuyền vô cầu đó. Vô cầu nào? À, lên cái bờ đó đó. À. Cảm ơn chú. Okay. Mẹ, mua một con bịch xà bông gội đầu, kiếm bịch xà bông gội đầu. Không kiếm lắc gội đầu đâu. Ủa? Quăng cây xuống cho em. Đứng với phát cho không vậy? Quăng cây xuống cho em. Hai thằng quê biển luôn. Rồi đúng rồi, đó, chậm chậm thôi rồi. Mình chặt thắt mình chìm á. Làm ơn cho thi dạ. Cho thi liền đi dạ, mất công nó chìm nữa bây giờ. Chèo lại đúng rồi, chèo lại luôn. Dạ em. Rồi. Không, lên lại, lên lại, lên lại. Đúng rồi luôn, đúng rồi, đúng rồi. Lên lại. Rồi, ok. Lên lại. Rít lấy cái cây kia chèo em, nhích nhẹ cái đít của luôn qua. Nhích nhẹ thôi. Ý là nó bằng nó khó quá. Nè, cuộc đua ghê câu. Tám người đó. Có 8 người tự chơi luôn, tự chơi luôn không á. Ủa bị lúng xanh rồi. Ủa sao bơi được? Ê, con. Ủa còn đâu người nữa vậy? Thúi tay rồi. Cho bò, cho bò, cho bò. Mỏi rồi, anh cho miếng nước nè. Ê.
thở dưới nước ai. Ngoan cố, ngoan cố, nghe người ta lên thì lên luôn đi. Còn cố gắng làm mình thở dưới nước, thở dưới nước, nước này sao thở nổi. Rồi bây giờ uống thấy mật nhộm cho mà ói, ăn cũng đâu ngon miệng. Cứu anh. Ê đừng, đừng cứu quá. Ai chơi nãy? Ai chơi dạy uống nước vậy? Trời ơi Lâm ơi. Cái gì cũng vừa sức thôi. Hồi nãy nghe tên bốn người lên đi. Cái này là ngon nước con cái luôn. Thì coi nhìn em giờ chứ con chó bị chết đuối vậy. Trời. Không, làm như những cái cá mà trong cái vùng nước mà bị ô nhiễm. Ôi, dính chất phóng xạ rồi cái kiểu. Mà không lẽ có nhai gì không? Có nhai không? Có nghe lậm cộm cũng nghe đó. Từ gáo trắng bây giờ thành cái áo màu cháo lòng luôn rồi nè, chứ gớm không? Mà nãy nghe bốn người sao không lên mà người rước làm gì, em thở dưới nước. Em ở dưới mà em nghe được bà thắng đầu diễn, bà kêu người lên đó. Em tưởng đó. Em người cuối cùng đó. Mắt anh của Quy đã đổ ghen rồi. Do nước dơ mắt anh đã bị đổ ghen. Anh mới vuốt mà ba bốn cụm luôn. Anh mới vuốt mà ba bốn cụm luôn á. Có nào nãy lúc mình thở dưới nước em gớt em hút cho con ốc nào con cái gì vô nhai luôn không? Ốc đắng á. Ừ, ốc đắng đó. Ốc đắng á. Nó không phải là con ốc đắng, cũng không phải là con ốc gì cả. Nó là của con nha. Của mày đúng lắm. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Hên xui á anh. Hên xui. Được chơi được. Chơi xui quá không được. Xin hãy chọn. Tôi sẽ đốt chơi Dương Bảo Lâm. Ê cái mùi thúi vậy. Em nghe rõ ràng quá. Bấm tôm hay sao á. Rồi bánh thu mại. Tôi sẽ đốt cho Lê Dương Bảo Lâm một lần 3 cái. Tại sao vậy anh được? Tại vì Lê Dương Bảo Lâm hồi nãy kéo tôi rất là mệt. Trời sai người miệng ta là anh đúng không? Mà đối xử với anh như là gì? Sai miệng ít eo nữa. Không được nhắc tới đó nữa. Thắng rồi. Hôm nay thì về phía là em cho con em bú rồi nữa. Ủa đút vô miệng mắc mới gì cho con em bú vậy đó? Em nó bị té re em không sức em dỗ con em. Té re rồi lấy đồ nhét lại. Rồi đây. Vô. Ghê nha. Cắn cho không có đẻ phọt. Thúi quá anh vàng nó đúng không? Nó thúi rõ ra. Anh cho không? Anh ăn thử đi. Ăn để chạy anh. Lên anh đi. Há miệng ra nè. Nhai. Tin anh đi. Ăn từng cái, chứ ăn 3 cái nó nguy hiểm lắm. Ăn từng cái nó đỡ hơn. Dạ lắm. Mùi gì? Đừng có phọt ra nha. Thấm tôm rồi. Thấm tôm rồi đúng không? Bánh su thiệt không hay là tất cả đều ghê hết vậy? Được, nút trọng luôn. Ơi, được rồi nhả đi. Được nhả em ơi. Chú kem, chú kem. Trời ơi, thật là hạnh phúc cho em. Không còn nhiều chú kem với mình đâu. Ăn trước không còn nhiều chú kem. Chuẩn bị xẻo tới. Qua đây, ăn chú cana nè. Hả mẹ. Con vô chụp đi. Hả mẹ. Wasabi rồi. Dạ. Dạ. Đổi đi anh. Ok. Ok. Rất thương. Không cho hửi nữa. Hửi nữa. Ok. Ok. Ăn. Cái đó ok đó, cái đó bình thường. Đó, cái đó bình thường. Ok mà ăn. Anh mà ăn vậy là Ngân chết rồi, tội nghiệp Ngân. Khi em ăn hết đồ ngon thì đồ dở bạn em ăn. Ăn miếng cho vui cho biết với người ta đi. Sugar na nha. Đầu tiên là mùi gì? Mùi gì vậy? Cái gì vậy? Mùi gì? Mùi gì biết kể chứ. Nó là muối hột nè. Nó trộn với miếng mắm. Đó. Mắm ruốc. Em cắn trúng con ruốc. Em nghe cái sực mà nó hòa quyện với cái kem nữa. Nó như cái sung tố. Còn cái đầu là gì? Sung tố là sung kem. Nè em chọn. Chọn á. Cho em chọn. Cái màu đỏ đi. Chưa. Cái màu đỏ đi. Chưa. Em lộn. Em thấy nó có sực màu đỏ rồi nè. Tương ớt thôi. Tương ớt thôi. Ngọc chọn thì anh cục đường. Ngọc chọn đi. Mẹ ơi Ngọc hơn lắm á. Mẹ Ngọc chọn đi cưng. Rồi bóc ăn liền. Ăn liền. Ăn liền. Rồi bấm tôm luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông
xúc miệng, xúc miệng. Xúc miệng. Ê, ghê quá ông ơi. Trời ơi, ói mà giống như là người ta đề máy xe nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Phun đó, phun đó. Cái gì vậy? Đây, đây, cái Ngọc. Nó mắm tôm đó Ngọc. Em làm sao thấy em biết đường ở trong này cái nào như cái nào. Rồi, mà. Tiếp theo. Chúng ta hiện nay có sinh tố thịt sông khói. Trời ơi. Mực chiên nước mắm, mắt cá ngừ hầm thuốc bắc, ghẹ ngâm tương là món của Hàn Quốc. Nước ép măng tây tốt sức khỏe. Nước ép diếp cá tốt sức khỏe. Trứng bắc thảo, nước ép ớt cà chua. Bàn tiệc hoàng gia. À, lạnh quá. Ai hỏi trước? Mời em. Hãy chọn món. Em chọn trứng bắc thảo. Định lượng nửa trứng. Anh hãy kể tên ba con vật không có lông. Con heo có lông. Con gì không có lông? Con nào không có lông hết vậy? Không có con nào mà không có lông hết vậy? Con rắn, con lươn, con trùng. Đâu có lông đâu. Trứng bắc thảo, nửa trứng. Cắt ra từ từ thưởng thức nó mới ngon anh Vinh à. Đúng đấy. Cho em ăn cái miếng nữa. Từ nay về sau đừng bận gì hết nha. Đó, ngon ăn luôn quý em. Ăn như vậy rất tốt. Ủa em lộn rồi, em tưởng là. Ủa em chớ hôm qua là vậy mà ta. Cảm ơn. Trứng bắc thảo đã dùng rồi thì không dùng nữa. Ngon lắm. Mắt cá ngừ ngon khi dùng nóng, nhưng bây giờ dùng lạnh dễ có những màn pháo bông. Đúng là cá từ biển mùi tanh. Ôi trời ơi, tanh. Tanh lắm. Hên quá. Ăn bao giờ chưa? Đã ăn rồi. Nhưng lúc ăn nó rất là nóng mà nó rất là ngon. Còn bây chưa, giờ chưa thử mùi bao giờ. Nên thử định lượng 1/4. Hãy kể tên ba con đường có 4 chữ. Quá dễ. Nam Kỳ khởi nghĩa, Bạc Huyện, Thanh Quan. Đâu có đường vậy, không có nhắc nha. Em nói thị nghe em nói gì đâu. Nhắc mới lộn á. Nguyễn Thị Minh Khai. Thưa quý vị, chị đừng có liếc em, chị Vy ơi. Ví dụ đồng như đội mình bất đồng kể quá. Thêm là Nam Kỳ khởi nghĩa hoặc Nguyễn Thị Minh Khai là chính xác. Nhưng nhờ đồng đội nhắc là thị nghè. Nó bị rối á. Mặc dù nhắc sai nhưng đều có luật của chương trình. Sau đây là luật phụ. Ủa sao anh không có phổ biến cái luật phụ trước anh ơi. Trong trường hợp đồng đội nhắc sai nhưng có hiện tượng nói năng thô lỗ, trời ơi, không hợp với sóng truyền hình, ăn thay người thua. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Xin mời. Lẹ em ơi, lẹ lẹ cho anh em ơi, thời gian như thôi đưa. Là em ăn bao nhiêu vậy anh? 1/4. Có 1/4 mà ăn được gì đưa. Phần đuôi nó mềm á. Ôi. Vừa ăn cá vừa hấp nước cho nó dễ nuốt. Không anh ơi, để em ăn gì kệ em đi. Ủa cái mang nó còn cái mang nó không rửa sạch cho em luôn hay sao? Mắt. Đây, khoan từ. Thôi được rồi, em tự ăn, em không có nói gì nữa anh Giang ơi. Từ từ im lặng, càng nói càng chết. Đây là mắt cá ngừ đại dương không có mang. Không hiểu về kiến thức các loài vật dưới biển. Ăn nửa con. Ôi đúng rồi. Ông muốn ói luôn á bà. Nửa con đã tới dưới này nè. Cố lên. Lẹ em ơi, thời gian như thôi đưa. Có quyền ói sau khi ăn, không sao, ăn đi rồi ói. Giống như nãy em ăn trao thôi, cố lên. Trong khi ăn mà ai hói ăn hết giùm của em. Ê nó bậy, nó bậy. Rồi, đã hết nửa con. Cái miệng này ăn hết được một con đó anh. Miếng nước nữa. Tanh lắm. Chết, anh có không chịu nuốt nữa. Qua kia, qua kia. Tanh lên tới đây luôn nè. Em thấy không có gì vui hết. Anh tôi nói chuyện với MC bây giờ ngoan ngoãn không? MC kêu tao dạ luôn. Dạ em không nói gì hết trơn trời. Mời cặp tiếp theo. Vô em.
Ủa em anh đổi người giùm em được không? Anh rất lịch sự. Em thích ăn món gì em chỉ anh sẽ lựa cho em. Anh cho trước đi, em mới bị khủng hoảng tinh thần. Đúng rồi. Rồi em muốn ăn món gì? Ăn được này lại ra được không? Không. Chúng tôi đã em uống cái này, em uống cái này, em không nói gì luôn anh Giang, em không có nói dám nói cái gì trên cuộc đời này, em uống cái này. Trời, làm uống cái này. Em cảm ơn rồi. À, nước ép chấm cá, định lượng hết ly. Em hãy kể tên những thành viên trong gia đình của anh. À, Thu Trang Tiến Lực. À, bà mẹ Thu Trang Ba Tiến Lực. Rồi. Như vậy chúng tôi đã phổ biến từ đầu liệt kê 3 chứ không phải là 4. Nhưng mà em sáng Thu Trang Tiến Lực Andy là xong rồi. Em không biết Andy luôn, em biết con anh thôi, em không biết tên Andy luôn đó anh. Anh đưa một câu hỏi rất dễ cho em luôn. Mời dùng. Hết ly. Em uống bao nhiêu cái thứ ăn thồn 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 trong họng em bao nhiêu rồi. Hết ly. Ghê. Hết ly. Vô. Cái này uống được dễ không chị? Dễ không? Cái nước dịp nó bợn quá dành phải. Nó rất là bợn luôn đó. Mời uống nhanh. Em ơi là em nó kỳ lắm. Nhưng mà quá hay. Mời chọn món. Anh chọn lại đi anh. Để đối chọn thủ lại. Phải ăn. Chọn lại, chọn lại. Anh chọn lại. Con ghẹ. Đây là cái ghẹ sống ngâm nước tương. Rất là ngon và nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhưng tôi ăn không được tại bụng tôi yếu dữ lắm. Định lượng 1/4. Ôi. Anh hãy kể 3 bộ phim mà em đã từng đóng. Rồi, chết đây. Xin lỗi anh. Tội nghiệp bà lao công trên máy bay quá. Cái này là bắt buộc anh phải ăn rồi đó. Ngon mà. Ngon mà. Rồi, mời gặp tiếp theo. Em à, chúng ta là những cô gái xinh đẹp. Mình hãy tương trợ nhau chị à. Đúng rồi. Chị muốn ăn gì? Không, mình cứ chia sẻ cho nhau mình muốn ăn gì rồi xong rồi ai hỏi em, trước em cũng được. Em sẽ tôi đút cái này xuống dưới được. Xin đi đường quá. Chị uống nước măng tây. Em ăn bắc thảo hay là uống nước này cũng được. Luật chương trình quy định. Ủa không, uống lại hả anh? Chết rồi, vậy còn mấy món hả? Thì đúng rồi. Mấy món hôi lắm. Em uống nước này được. Em uống nước này. Xin tố hịch xong khói. Ai hỏi trước? Cho em hỏi trước. Chị đã đối xử rất tốt với em. Kể 3 tên mà chị đã phụ tình. Trấn Thành, Trường Giang, Tiến Luật. Ủa nhưng mà không có thật thì sao? Trong câu hỏi đó có chữ có thật không? Là mày hay quá, là mày có hay quá. Cô gái thông minh, rất thông minh. Lan Ngọc đã trả lời chính xác. Không phải không ăn uống gì cả. Mời chọn món cho người đối diện mình. Chị thấy là trên bàn này á, nó có một cái món mà tất cả mọi người đều yêu thích. Đó là nước ép ớt cà chua. Ấm ruột, bổ dưỡng và tốt cho thanh quản. Thật ra em cũng tốt lắm rồi, em cũng không cần tốt hơn đâu chị. Ngọc có quá ép chị. Đã chọn định lượng nửa ly và một con tôm. Trời ơi. Dính trên cái ly. Hả, ăn tôm luôn. Ok, nói đi chị. Em hãy kể ra 4 lý do tại sao miệng anh Lê Dương Bảo Lâm lại rộng như vậy. Cảm ơn câu hỏi vừa rồi. Chúng tôi đã ban hành luật là 3 liệt kê. Bạn vừa nói yêu cầu 4 liệt kê. Vừa. Hèn quá té hèn thấy không? Thế nên câu hỏi vừa rồi không được chấp thuận. Đúng rồi, với lại anh xúc phạm danh dự em, nuốt luôn cái dao kìa. Nuốt luôn cái dao. Đơn giản là hỏi lại thơi. Dạ. Em cảm ơn anh MC Thiên Vị không? Trời ơi, anh MC hôm nay đẹp trai quá trời. Dễ thương, cao ráo quá trời. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên VOON.